制。Chúc anh em đến với sự kiện cờ tỷ phú lần đầu tiên xuất hiện tại Greco Bay để săn Hayate tử thần vũ trụ. Và tất nhiên muốn chơi các bạn nhớ đọc thể lệ chơi nha. Combo Việt thì chơi ngay cho nóng. Lắc một lượt free, cái này miễn phí toàn server. Wow, bạn bị đuổi hai bước. Oh my god, cái gì vậy? Khi đến cái ô special này thì có thể tiến, có thể lùi và có thể qua một vòng để nhận được trang phục Hayate tử thần vũ trụ. Thì có thể ở vào ô lucky và may mắn nhận được Hayate tử thần vũ trụ, còn không là phải đi hết 6 vòng trên bàn cờ 24 ô để nhận trang phục Hayate tử thần vũ trụ anh em ơi. Lắc thôi, lần đầu tiên 8 quân huy nha. Trên quãng đường di chuyển anh em có thể lụm nhặt được rất nhiều phần quà như giấy vẽ bùa, ô lucky của mình huy hiệu mùa hè. Tiếp tục lắc anh em ơi. Lại ô lucky tiếp. Ở đây là 16 quân huy này, huy hiệu mùa hè anh em ơi. Tiếp tục và túc tiệp 16 quân huy. Như vậy mình đã đi được một vòng rồi. Nói chung là sự kiện này rất là dễ chơi, anh em chỉ cần tap vào cái ô lắc nó sẽ di chuyển thôi. Đơn giản không? Ở đây có lắc trắng và lắc vàng. Lắc trắng thì các bạn đấy, số mô Việt là hên xui. Còn lắc vàng thì có thể chọn cái số số ô có thể di chuyển, có thể chọn 1 đến 6 nha. Được 2 vòng rồi. Sương sương là tốn là hết hơn 100 quân huy rồi anh em ơi. Tiếp tục tốc tiệp nào. 6 vòng cũng đơn giản thôi. Đó, rất nhiều phần quà nha. Nhưng mà cái ô lucky mình trúng là toàn ra cái gì không rồi. Được một bước, một bước. Được có nó. Rồi, để ô lucky ra cho thuộc Hayate từ thần vũ trụ thì cũng hơi khó nha. Được một cái xúc sắc vàng. Xúc sắc vàng thì có thể tự chọn cái ô muốn di chuyển, mắc là 6 anh em ơi. Bây giờ mình một đứa nắc đã mất 44 quân huy rồi. Có vẻ là panic căng anh em ơi. Tiếp tục lắc nha. Lucky là vẫn chưa ra. Lucky này mảnh ngọc 100 hơi cùi bắp. Tiếp tục nào. Tiếp tục lucky được 50 điểm, 50 cái mảnh trang phục. Đã qua 4 vòng anh em ơi và mất 400 quân huy rồi. Tiếp tục nào. Sự kiện này thực sự cũng không hút máu như em nghĩ đâu. Bởi vì các bạn có thể thấy là qua 4 vòng MU Việt mới mất tầm 500 quân huy. Lần này mắc họ lắc mất 60 quân huy này. Special toàn được một ô anh em ơi. Rồi kể 80 quân huy. Như vậy mình đã đến vòng thứ 5 rồi. Vòng thứ 6 mình sẽ nhận được Hayate từ thần vũ trụ chắc chắn 100%. Thì các anh em có lắc vàng thì có thể sử dụng nha. 80 quân huy là giá mắc của cái này các bạn ơi. Rồi, xả lắc vàng nha. Xúc sắc vàng. Rồi. Xúc sắc vàng anh em có thể mua với giá 100 quân huy. Ở đây thì anh em có thể mua xúc sắc vàng luôn, hoặc là chơi xúc sắc trắng nha. Xúc sắc vàng anh em cũng có thể nhận được trong cái sự kiện là tích lũy. Wow, mình phải mua xúc sắc vàng ở đây này. Đó, ok, mua xúc sắc vàng di chuyển 6 ô. Bước cuối cùng anh em lên mua xúc sắc vàng, nó sẽ tiết kiệm hơn. Ok, tiếp tục mua cái xúc sắc vàng với giá 100 quân huy.
À, như vậy chỉ còn hai ô thôi. Trời, xúc sắc trắng chắc chắn là sẽ qua rồi. Ok. Như vậy anh em ơi, đã sở hữu được trang phục Hayate tủ thần vũ trụ rồi. Cách chơi rất là đơn giản. Sương sương mất 1k quân huy, nhận ngay trang phục bậc SS hữu hạn Hayate tủ thần vũ trụ cùng với rất nhiều phần quà. Khi đặt các mốc ở các vòng này anh em ơi. Sau đó anh em ra phòng thư để nhận trang phục nha. Cần mua áo game anime thời trang hãy đến shop áo muaviet.com nha anh em ơi, với nhiều mẫu mã thiết kế cá tính đẹp mắt cùng nhiều size phù hợp. Áo đi quần, áo fortify, one buy, miễn phí giao hàng toàn quốc, thanh toán khi nhận hàng. Trying, without trying, and how we ever see if we are meant to be, it's terrifying.
em trở lại suhoviet.vn, bài link Linko Mobile Verify uy tín giá rẻ của Mô Việt ở mục Linko Mobile là chỉ với 200k anh em sở hữu ứng ác là hơn 30 tướng, à không, hơn 40 tướng liền, và có khi là hơn 30 trang phục, thậm chí là có đến 40 phang trang phục đang chờ đón anh em săn ác nha. Ngoài ra thì hiện tại shop còn có bán cả link Verify, đây link Verify anh em ơi, link Verify giá cũng siêu rẻ luôn, bất ngờ cực kỳ. Và anh em nào thích cái thể loại game bắn súng Free Fire, nhớ đến shop của mình ủng hộ nha. Hãy subscribe YouTube Liên Quân để được xem những nội dung chính thống.